Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại gian hàng của Modular Robotics. Và ở đây là, như cũng như chính cái tên của nó, thì đây là công ty chế tạo cái robot. Và ở đây mình có trên tay là cái dạng robot, dạng module của họ. Tất cả đều là những khối vuông và nó có các cạnh tiếp xúc với nhau. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là bây giờ mấy cái này nó làm được cái gì. Thì ở đây mình có cái bộ này là bộ màu xanh đậm, là bộ nguồn. Ở đây chúng ta có một cái đèn báo hiệu. Và mình sẽ thử cho các bạn xem trước, và sau đó mình sẽ nói là từng cái khối này nó làm cái gì. Thì bây giờ gắn nó vô đây, nó sẽ di chuyển. Và đây cũng giống như là cái nút vặn điều khiển của nó vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ tăng tốc độ của nó lên. Đây, cái block này chỉ có tác dụng là cái đèn thôi. Còn bên này thì chúng ta thấy nó là cái đèn báo hiệu công suất của nó. Đồng thời càng chạy nhanh thì đèn cũng càng sáng. Bên này là một cái chức năng khá là thú vị khác. Đây là một cái cảm biến ánh sáng. Mình sẽ gắn cái cục này vô. Và đây, cái module này là module xoay. Bây giờ ví dụ như là mình che cái này đi thì nó sẽ xoay sáng hơn. Thì giống như là cái đèn hải đăng vậy đó. Cái cục màu đỏ này có chức năng là làm ngược lại cái hành động hồi nãy. Ví dụ như hồi nãy thì càng tối nó càng quay nhanh, thì bây giờ càng tối nó sẽ dừng lại luôn. Và cuối cùng là cái mà mình thấy là hay nhất ở đây là cái sensor chuyển động. Thì mình có thể dùng tay mình để mình điều khiển cái con robot này. Đây, ở đây chúng ta thấy là có hai cái này là cảm biến hồng ngoại, nhận biết được khoảng cách. Đó là phần lớn những cái chức năng của các block mà mình đang có ở đây. Thì mình chỉ cần gỡ cái cục nguồn này ra thì nó sẽ ngừng hoạt động. Đây là cái bộ này được bán ra hầu hết với mục đích là dành cho giáo dục. Và hiện tại thì được bán ra ở trên mạng tại trang web của họ với giá là $160 với một bộ cơ bản gồm 6 block, tức là 6 khối vuông. Và bạn có thể mua thêm một block với giá từ $25 to $35 tùy theo chức năng. Xin cảm ơn các bạn.